Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh ô tô Quốc Mê Linh. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một trong những hai phân khúc, đó là Vios E24 và Kia Forte. Đó là sản xuất 2009, nhập Hàn nguyên chiếc, bản đủ, bản GLG, bản đủ nhất của dòng Kia Forte. Nó trang bị là điều hòa ô tô và túi khí, 6 túi khí và cửa lock các bạn nhé. Đây là một trong những mẫu xe gọi là full cửa lock, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì em cam kết cho các bạn là máy số zin, thân vỏ zin, keo chỉ zin cả xe. Một chiếc xe thì cam kết cho các anh chị và các bạn nó không đâm đụng, không va quẹt, không ngập nước, rất là ok. Anh chị nào quan tâm tới cái mẫu xe đẹp và chất lượng như hai cái mẫu xe này thì các bạn liên hệ cho em. Và con Vios này nó là biển Hà Nội và nó là sản xuất năm 2014 các bạn nhé. Đây là form cuối cùng của Vios E là 2014 để lên và form mới 2014 các bạn nhé. Và cái bản này thì nó được trang bị là na răng thâm, là ABS 4 bánh và đèn là đèn thâm các bạn nhé. Và đèn là đèn của nó là đèn ở phía trước là đèn thâm các bạn này. Đấy các bạn quan sát này, ABS 4 bánh này. Đấy, mọi cái thì còn zin tất cả. Đấy anh em nhá. Đó anh em này. Đèn của xe thì nào đây, đèn thâm, đèn zin các bạn nhá. Đèn xịn thôi. Đó, đây đèn thâm là cái bản Vios này nó được trang bị như vậy. Đấy các bạn nhá. Và hôm nay em sẽ làm video chi tiết cụ thể một mẫu Forte cho anh chị và các bạn quan tâm tới cái mẫu xe này. Sau đó em sẽ làm con Vios sau các bạn nhá. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể con Kia Forte này cho quý vị và các bạn này. Đây là một trong những phân khúc nó rất là thành công ở thị trường. Và đặc thù anh em nào đi dòng này thì nó sẽ sướng hơn. Các bạn lưu ý là nó sẽ sướng hơn Vios các bạn nhé. Cách âm mình cũng khẳng định luôn là nó cách âm tốt hơn Vios. Đấy các bạn nhé. Con này là Forte bản SLI, tức là cái bản đủ nhất của Kia Forte. Nó được trang bị cửa lock, điều hòa ô tô và túi khí quanh xe ABS 4 bánh các bạn nhé. Đó là một cái mẫu xe cực kỳ là chất lượng, được nhập về năm 2009. Thì quý vị và các bạn quan sát, một chiếc xe rất là ok để cho anh chị và các bạn quan tâm. Đấy, điều hòa ô tô mọi cái đây nhá, rất là ok. Rồi các bạn này, một chiếc xe rất tuyệt vời. Những chiếc xe đẹp như này mà chúng ta sử dụng thì không còn gì bằng. Đặc biệt là nó được trang bị cửa sổ trời các bạn nhé. Đó, cửa sổ trời đấy, rất ok. Đó, cửa sổ trời đấy các bạn này, toàn cảnh các bạn nhé, rất là đẹp luôn và chất lượng luôn các bạn nhé. Đó là một cái xe nó gọi là cửa sổ trời toàn cảnh. Đó các bạn này, cực kỳ đẹp đấy các bạn này. Đây các bạn nhé, nó sản xuất 2009, nhập khẩu, nó nhập khẩu nguyên chiếc. Mọi cái còn rất là đẹp, mọi cái chức năng của xe nó vừa phải. Đó, vô lăng, tích hợp vô lăng các bạn nhé, nó tích hợp vô lăng, mọi cái rất ok. Và con này nó chạy đâu đó là 14 vạn km các bạn này, 14 vạn km các bạn nhé. Và đặc biệt cái mẫu Forte này em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn, nó dày dặn và chắc chắn, đầu đít, thân vỏ, keo chỉ là nó zin. Đấy các bạn này. Đặc biệt là cái màu đen này là rất nhiều anh chị đang tìm kiếm các bạn nhé. Xe thì nó đẹp chấm hết luôn. Đấy anh chị này, một chiếc xe rất là đẹp, đẹp như thế này các bạn ạ. Đấy các bạn này, như thế này anh chị nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu xung quanh rồi sau đó em sẽ giới thiệu đến phần nội ngoại thất cho các bạn này. Đó, xe được chủ nhân là trang bị Anten vây cá, rất là ok các bạn nhé. ABS là đây, cái la răng của xe nó vẫn là la răng zin các bạn nhé. Đấy, la răng zin chưa phẩy tí nào, chưa phẩy một tí nào la răng, vẫn zin hết các bạn nhé. Đấy, ABS 4 bánh này. Gầm bệ của xe còn khá là đẹp các bạn ạ, nói là còn khá là đẹp luôn. Và bao bô lê của xe nó còn nguyên bản các bạn nhé, nó còn nguyên bản bao bô lê zin theo xe. Đấy các bạn này, đó, một chiếc xe rất ok. Và em sẽ quay chi tiết cho chị và các bạn cảm nhận một cái mẫu xe nó đẹp về hình thức và nó bền về chất lượng ở cái mẫu Forte nhập khẩu Hàn này. Bản này thì nó trang bị động cơ là 1.6 anh em nhé. Đấy, một dàn lốp thì lốp là lốp đẹp
nó còn khá là đẹp luôn này chị nhé. Đây, gầm của xe, nhựa của nó vẫn còn rất là sáng các bạn nhé, rất là sáng luôn. Đây các bạn quan tâm này, đó, ba bô lê của xe còn led căng các bạn nhé, còn led căng luôn. Về phần gương kính chỉnh điện của nó là của zin, đấy, zin tất hai gương của hai bên, gương Hàn các bạn nhé. Đây, xin nhan gương rất là ok, đó, và la răng trước của xe rất là chấm hết luôn các bạn nhé. Đấy, biểu tượng Ferrari, bút chì các bạn nhé, những chú ngựa bút chì. Đây, cụm đèn pha của xe nó nhìn rất là phong cách và điệu đà, rất là đẹp các bạn ạ, nó thể hiện hai bên là pha cốt riêng rẽ. Và cụm xi nhan của xe làm cái đèn của xe kéo dài ra, làm cái đầu xe và mặt nạ cao đăng của xe rất là hài hòa. Đấy các bạn này, và đèn gầm nó trang bị rất là to các bạn nhé, và cái lưới phía tản nhiệt của xe thì nó cũng rất là đẹp. Và cái biển số thì con này biển Hà Nội nha các bạn nhé. Đấy, anh chị nào mua cái biển Hà Nội này thì đi nó rất là thuận tiện, chúng ta làm công chứng ủy quyền là xong các bạn ạ, chỉ là công chứng ủy quyền là xong thôi. Đăng kiểm thì còn đến tháng 12 năm 2022 các bạn nhé. Đây, 22 tem còn đủ hết các bạn này, kính xịn của xe đấy các bạn này, đèn đây, có cái zin của xe này đó các bạn nhé, đó zin của xe. Và con này thì các bạn quan sát cửa lock này, đấy, chủ còn nguyên lơi ly lông từ lúc mới mua và chưa bóc hết các bạn này, đó, cửa sổ trời đây, khá là đẹp các bạn nhé, đó. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần nội thất cũng như là ngoại thất của xe, keo chỉ, gầm bệ của xe để cho các bạn quan sát. Bản thân cái khối động cơ 1.6 của Kia Forte này thì nó đi đảm bảo là các bạn đi xe nhập, mình đã trải nghiệm những dòng này mình đi rồi, rất là thích các bạn ạ. Và tôn của xe thì con này người ta chưa dán trong ổ cánh các bạn nhé, cho nên tôn của xe nó rất là đẹp này, mỏng tanh, zin chứ các bạn nhé, sơn gần như zin hết cả xe các bạn này, mỏng tanh này, tôn mỏng quanh luôn đó. Và những cái chiếc xe này thì nó rất là thành công và đặc biệt là đi rất sướng các bạn ạ, đặc sướng luôn. Đây, gương kính cụp xòe, đấy, nó trang bị khóa khiển theo xe, gương kính cụp xòe các bạn nhé. Và gương kính chỉ điện bốn kính, đó là cái bản này, và nó được trang bị là hai tép cửa, đấy, hai cửa đó là bàn đủ các bạn nhé. Và nó có chế độ chỉnh đèn là sáng tối ở vị trí này các bạn này, đấy, sáng tối các bạn nhé. Và nó được tích hợp vô lăng các bạn này, khóe vô lăng nó chạy rất ít các bạn này, nó hơi chầy một tí thôi, đấy mình quay nhé, nó hơi chầy tí thôi. Thì thực ra người ta sử dụng 2.9 và 14 vạn km này rồi, nó chuẩn km ạ. Đấy, cho nên là không có chuyện là chúng ta nó còn mới đét lên đẹp là như xe xuất xưởng được đâu các bạn ạ. Đấy, bản này nó được trang bị là hai xe ghế các bạn nhé, đó là các bạn đủ nhất là được trang bị hai xe ghế này. Đấy, và đây điều hòa là chế độ điều hòa ô tô các bạn nhé. Đây, màn hình điều hòa đây các bạn này, đấy màn đây, đấy đấy, đây thì chúng ta dùng đĩa đây các bạn nhé. Đấy, mình sẽ nhận. Đặc biệt âm thanh con này thì xin lỗi các bạn là nghe cực kỳ hay các bạn nhé. Đó, không dám mở to các bạn nhé, mình không dám mở to một chút nào cả vì nó vi phạm bản quyền âm nhạc các bạn nhé. Nếu các bạn mà đến đây xem xe là thưởng thức cái âm thanh của con Kia Forte này thì em chấm hết, em rất là các bạn rất là thích luôn các bạn. Đấy, đặc thù Kia Forte, và nó được trang bị cảm biến lùi và gương lùi trên gương các bạn nhé, đó là đặc biệt của cái dòng Kia Forte. Và cái dòng Kia Morning nó được trang bị rất là full đồ, đấy là full đấy các bạn này. Đây em sẽ thử cho các bạn này, đấy, đấy các bạn nhé. Đấy, và đây người ta được trang bị cả ở đây nữa các bạn này, một cái màn hình xịn lùi đây, đấy các bạn nhé. Đấy, và đây thì bản này nó được trang bị là đầy đủ start stop các bạn nhé. Đấy là bản đủ nhất nó mới có đầy đủ start stop các bạn nhé, còn nếu không đủ nhất là nó không có đầy đủ start stop đâu, nó vẫn quá cơ các bạn ạ. Đấy, đây em giới thiệu sơ lược cho các bạn. Đấy, cái còn rất là ok. Đây, chúng ta quan sát này, rất là ok luôn. Nội thất thì rất là đẹp. Đấy các bạn nhé, cửa sổ trời. Đấy, em sẽ đóng vào. Đấy, sẽ đóng vào các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta quan sát cái nội thất của xe, rất là ok, rất là đẹp.
Đấy, chủ nhân đã bọc ghế rồi các bạn nhé. Ghế này đã bọc rồi nhưng lỉ ở trong nó là lỉ zin các bạn ạ. Đó. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến phần keo chỉ của xe, nó còn nguyên bản đây các bạn. Keo chỉ mọi cái còn nguyên hết các bạn nhé. Đó, còn zin hết này. Mọi cái đây. Ổ khóa bản đề đây. Rất là đẹp. Keo chỉ cột kèo thì em cam kết cho các bạn cột kèo là zin 100% các bạn nhé. Đó là cột kèo zin 100%. Các bạn đến là yên tâm vì bên em bán xe là giá là rất chất lượng và cũng như là những chiếc xe đó phù hợp với túi tiền tất cả các khách hàng ở bất cứ nơi nào đã đến bên em là mua được xe. Bởi những chiếc xe bên em bán ra nó phù hợp với tầm tiền của các bạn bỏ ra. Đấy, chúng ta bỏ ra tầm tiền nào vẫn một con xe này chúng ta có thể bỏ ra ngoài 300 sở hữu được xe nó đẹp như vậy. Đấy, còn nếu mà chúng ta bỏ ra dưới 200, 27, 28 thì xe không được đẹp như này các bạn nhé. Đó là cái tầm tiền mà chúng ta bỏ ra là tiền nào của đó. Đấy các bạn ạ, tiền nào của đó. Đây, em và em giới thiệu cho các bạn chiếc xe này bên em đang chào bán cho anh chị và các bạn là giá nhỉnh 300 một chút các bạn nhé. Đấy, anh chị nào quan tâm thì bên em sẽ chốt cái giá thống nhất là cái giá tốt nhất cho anh chị và các bạn. Thì đặc biệt những cái dòng xe Kia Forte nó mà đẹp như thế này, bản đặc biệt là cái bản XNI này. Đấy các bạn nhé, thì nó không có rẻ các bạn ạ, nó không có rẻ được. Đấy các bạn này. Đây, đặc biệt những chiếc xe đẹp như này thì chúng ta quan sát này. Đấy, cái lỉ nội thất của xe nó khá là đẹp luôn anh chị nhé, nó khá là đẹp đấy các bạn này. Rất ok luôn một chiếc xe này. Đây các bạn này. Đó. Và xe nhập thì bao giờ chúng ta quan sát lốp dự phòng của xe là nó lốp bé như này các bạn nhé. Đấy. Và phần sàn của xe thì chấm hết luôn các bạn ạ. Đồ của xe thì đủ đồ để cho anh chị và các bạn dùng, nó vẫn y nguyên như thế các bạn nhé, không thiếu đồ gì cả. Đó là cái xe nhập khẩu. Đấy, con này sàn cốp quá đẹp luôn các bạn ạ, công nhận đẹp, chủ đi giữ gìn đấy các bạn ạ, rất giữ gìn đấy. Chiếc Kia Forte này nó một tài sản là rất là lớn, năm 2009 con này mua nó hơn 700 các bạn ạ. Con Kia Forte này hơn 700 đấy các bạn ạ, không rẻ đâu. Vì năm 2012 mình mua cho các bạn là con này nó sát 500 đấy, năm 2012. Và bây giờ năm 2022 đấy, xe đã giảm đi rất nhiều tiền rồi, giảm rất nhiều tiền cho anh chị và các bạn này. Đó. Chiếc xe này thì các bạn yên tâm mà chất lượng sẽ tốt nhất cho các bạn. Và keo chỉ của xe thì em cam kết cho các bạn là nó zin toàn hết các bạn nhé, bốn cánh zin hết, không một cánh nào lỗi lầm nào gì cả. Đó là em cam kết cho anh chị bằng văn bản và tất cả bằng giấy tờ luôn. Xe cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn. Đó, em cam kết cho các bạn luôn các bạn nhé. Bạn nào quan tâm tới cái mẫu xe này thì cứ alo vào cho em để sở hữu em nó này, để sở hữu em nó ngay này. Đó các bạn nhé. Đó, rất là ok các bạn nhé. Đó là cái phần keo chỉ em đã giới thiệu xong. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh chị đến phần nội thất của xe. Và cái mẫu xe Kia Forte này nó được trang bị là điều hòa ô tô cửa lock và tích hợp vô lăng, là một cái xe rất ok. Đây em cho to tí. Đấy, to đây các bạn nhé. Đấy. Và đây thì nó được trang bị cửa sổ trời, nó rất là ok. Và ghế của xe thì toàn bộ ghế rất là đẹp các bạn nhé, ghế đẹp, nhìn ngồi rất là rộng rãi. Nó là một trong những hạng xe hạng sang của Hàn Quốc sản xuất để dành cho cái cạnh tranh với những cái phân khúc như là Vios và Altis các bạn ạ. Đó, cửa đóng mỏng toanh các bạn ạ. Đây, gương kính thì ô tô đấy các bạn nhé, gương kính này, mọi cái hoạt động rất trơn tru các bạn nhé. Và các hoạt động trơn tru hết này. Đấy, mọi cái rất ok. Đấy, em cho lên hết hai cái nhé. Đó. Và gương kính là gương kính chỉ điện, là tất cả mọi cái rất ok các bạn nhé. Em cam kết cho các bạn là mọi cái hoạt động hoạt bình thường, mọi cái bên em hoạt động do rất bình thường các bạn nhé. Đấy, những cái nào kể cả kém đi nữa về bên em phải chỉnh sửa ngon lành rồi mới giao cho khách hàng. Đó. Và nó chế độ này, gương kính cụp xòe, được điều khiển gương kính cụp xòe ở khóa điều khiển các bạn nhé. Còn đây là có chế độ là tích hợp ở tay đấy các bạn này. Đó. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bạn đến phần động cơ của xe. Với cái khối động cơ của Kia Forte, nó trang bị động cơ 1.6 lít
thì nó rất là ổn định và nó rất là cũng là ăn mức tiêu thụ nhiên liệu vừa phải, không nhiều bạn nhé. Đây và sẽ giới thiệu cho bạn. Đấy. Cabo của xe thì là cabo zin, chưa chạm trồ các bạn nhé, chưa tháo. Đây cabo đây, chưa tháo, tháo luôn. Đấy, toàn bộ tai đèn của xe và đèn nó nguyên bản hết các bạn nhé. Đó, anh chị quan tâm này. Đấy, các bạn quan sát này, em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe còn khá là zin. Đèn của xe đây còn nguyên bản hết các bạn nhé. Máy thì em cam kết cho anh chị và các bạn con này máy zin 100%. Đó, máy số zin. Đấy, tuy là nó cũ theo thời gian chân máy các bạn nhé, nhưng nó là chuyện zin hết này. Đấy các bạn này. Đó, và đây máy của xe thì mặt máy chưa chạm, các bạn lưu ý là mặt máy chưa chạm và côn cơ của xe máy nó còn nguyên bản. Đó các bạn này, zin hết này. Một chiếc xe bên em bán ra là cam kết cho các bạn là zin, máy số zin các bạn nhé, số chưa chạm một tí nào. Đấy, số chưa chạm một tí nào các bạn nhé, máy số zin. Đấy, một chiếc xe rất là ok và rất ổn định về nó làm việc. Đặc thù này thì chắc những các bạn đã từng đi những chiếc xe này thì các bạn biết độ đầm chắc và ổn định của chiếc xe rồi, thì em không bàn tới nữa các bạn nhé. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó rơi vào 7 lít đến 8 lít trên 100 km các bạn nhé. Đó là mức tiêu thụ rất là vừa phải, khoảng ngoài 6 lít. Đó, rất là ok. Anh chị nào quan tâm tới cái mẫu Kia Forte này liên hệ cho em ngay để sở hữu em nó. Và em chúc cho quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào. Và bạn nào xem thấy kênh của em thì nhớ đăng ký follow và đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất bên em sẽ luôn luôn phát video cho các bạn. Và em xin chân thành cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã xem video. Xin cảm ơn.